Xin chào các bạn. Gió quê. Cái tôi là hội gió quê. Hội gió quê chúng tôi hôm nay là gạn cái sáng đáy, sáng chuyển cá giờ gạn đáy. Ao cá giống. Thế là chiều hôm nay cái tôi đi bắt một con ngan để liên hoan gọi là tổng kết đáy ao. Cái đáy. Thế cá giống. Vâng, xin chào các bạn. Cuộc hành trình vẫn tiếp diễn. Xin báo cáo với các bạn này là không mấy khi là trưởng ban hay phó ban là kết hợp đi tìm đồ nhậu. Đây nay là hai anh em là nay mấy anh em là liên hoan cái đáy ao. Bơm cạn đáy ao. Ngan đâu rồi? Ô nó ta rốt vất béo đâu hết rồi. Tìm bằng được. Từ từ á. Mày chết. Hey, các bạn ơi, đây rồi. Và các bạn là trưởng ban với phó ban nó như là một vận động viên. Thế này là cứ cứ quả trứng rồi. Trứng đâu, trứng đâu? Ô thế nó đang đẻ. Ôi, khí nhỉ. Ôi giời ơi. Ôi khéo ơi lại. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cáo ơi các bạn là ngan đang đẻ này. À trứng vịt. Trứng vịt. Ừ, nó đang đẻ này. Sao dáng. Rồi nó già quá này. Này thì 3 cân rưỡi rồi. Cái cơ bản là nó già quá rồi. Trông như con công. Ôi giời ơi, kinh. Cái thang này. Nhẹ là. Nhẹ. Nhẹ nó hơn 3 cân. Bằng cân đấy. Cân nào cái gì? Cân nào. Không phải cân. Cứ cân đi. Không phải cân, cô kéo gì anh. Cân, anh nói rồi. Anh mang sang đánh cân được không? Thì đẹo đưa qua của tôi hôm vừa rồi cũng tư nẽo thì đẹo mà tôi cũng cân cung đéo phải đưa 250 con thế là xong. Thế là không được. Cân cung đéo thì nhanh. Phó ban đè trưởng ban bắt. Ôi trời ơi, đông ti kết hợp ấy. Lại chụp toạc phó ban toạc cái đít cái áo ra kìa. Nha. Đã giờ gần cạn rồi. Chào các bạn. Bạn ở đây liên hoan cái đáy ao đây này. Đây là vợ phó bao đang hai bà lữ đừng mò. Mà lỗi buồn thì các cụ người ta kiêng. Ôi giời ơi. Đây là hành trình của một buổi chiều gió quê đây. Và các bạn lần này đi mục đích là đi bơm cạn ao cho lão phó ban. Đây là tép đây này. Ơi. Mấy con chết đấy. Còn phải 10 gió này. Được có năm mấy cân. Này đâu được có hơn 30 cân chắc thôi. Rồi thằng mấy phần đấy? Có một phân nữa. 11 phần. Dạ. Dạ quá đâu phải nó mang cái phao câu.
nặng đít. Năm này 6 7 tháng rồi. Con ngan sau cô là bổ lắm. Con trong dưới chỗ bà con là tối hôm nay con ngan này mà cũng làm mâm cơm này là của phó ban là hôm nay là viết đáy ao cá giống. Hôm nay là chuyển ao cá giống sang ngang qua thịt. Đông là nguy hiểm lắm, lần sau mà thả cá giống thì lại khó khăn chứ đấy. Về đây ao phải chuyển đồng hợp á. Nên anh em chúng tôi thả cá này cứ đầu tiên kéo cá xong đến đáy ao là đều phải là cứ mông cơm đồng hoàng. Trước hết là cúng ông đáy ao xong là cúng ông cá thèm. Báo cáo với mọi người là hôm nay con ngan này là trưởng ban là quyết định là bỏ lọc thịt ra nướng. Nướng than hoa đấy. Nướng vỉ hả bác? Tức là thái ra và ướp gia vị và nướng để thịt nó như thịt trâu. Ngan ở đây là dân người ta nuôi nó cứ 10 15 con nên là chất lượng thịt là tuyệt vời luôn. Và nuôi nước sạch. Nuôi nước sạch và ăn ngô mới lại ăn thóc thôi chứ người ta nuôi là nuôi để ăn nên là không phải thuộc hệ kinh doanh. Nên là thịt nó đỏ ăn thịt trâu. Hệ sinh thái. Đúng, ngan sinh thái đấy. Đúng như thịt trâu các bạn. Và xương hôm nay là cái tôi ninh bi đao. Đấy, tức là bảy vẽ là thêm món bi đao lưng ninh xương. Cái đấy chưa có ruột chưa lấy đâu, thấy dao đấy. Cái xác đổ hai cái cánh này của nó là hai người là cũng được bữa lo đấy. Đây. Thịt đấy. Là một người thái nướng là anh ta thái hơi to tí rồi xẻ đều nó ra và ướp gia vị. Công nhận là cái thịt nó ác đẹp đấy. Không khác gì thịt trâu. Vì là nướng nên là cái người thái bán nó to chốc nướng cho nó trông nó đẹp. Chị thái bút này là nó bao câu ấy, bao câu đấy cho lão phán cô ăn. Nướng là không thiếu được năm bông mật đây, thơm lắm. Thơm chứ. Riêng. Năm bông mật em tưởng là băm trộn luôn này. Có cả gừng này. Đấy. Mật cả. Rất nhiều. Là kiểu ăn. Rất nhiều các thứ hạt tiêu vắt rồi thì là lá mốc mật gừng. Thơm phức. Bây giờ ướp ở đây, tôi ướp đây chừng bao nhiêu phút thì để nướng là 15 phút. 15 phút. Thơm lắm. Tuyệt vời. Giờ nhiệm vụ anh em tôi là nổi lửa lên em. Gầy bằng thó, than thó ong để nướng. À than... Than hoa. Than hoa, thó là tính. Cái này có số này phải kéo từ 6 7 mẻ ấy. Ai thế? Người ta mẻ cái này ăn đâu nước đấy. Phục vụ bên chuẩn này. Như thế này hàng xóm người ta này kêu rứt mũi mất rồi. Rồi, ăn này
nhà bà luyến mấy cái hồ này, xây dầu ăn luôn đi. Không đi hái dầu muối. Đây là khâu cuối cùng, là khâu tiết canh nhé các bác nhé, tiết canh ngạt khủng đây. Hoa ban này đang vợ đang có con nhỏ nên ông nóng ruột, sốt ruột, ông cứ phải ăn tiết canh. Bây giờ vừa rồi là quyết tâm để đẻ thêm đứa con gái nữa đấy, thế là dốc hết tình này để ta trả lại đời ra. Dốc nhiều quá giờ nó thiếu máu, hết thì mới được đứa con gái. Đây có còn nghe rồi, mấy anh em quây quần mà làm suốt từ trưa giờ. Hết đấy. Giờ thì có cho thiết vào là ok. Đấy, cho thiết đấy mới chỗ này. Cũng bài bán đấy, đánh đồng 100% luôn đấy. Nhóm gió quê thì được cái món thiết canh này thì nó đứng đầu bảng. Thôi nhé. Được. Hả? Dạ. Con ngan 5 cân mà đánh cái đĩa là quá ít. Nếu họ đánh cắt cổ cắt kiếm nó vào đánh phải 2 đĩa. À, giới thiệu với mọi người là thiết canh có ngọn nhé. Não kho bàn này đánh đĩa thiết canh đầy. Chốc thì cứ thế này cho người xiên đũa, không người xiên lạc mà. Ông phải xách về cho vợ nữa cái chỗ này. Các bạn là cái món này chuẩn bị cũng đã là sắp xong rồi, còn 2 dĩa nữa thôi. Trời cũng đã là tối nay, con ngan to quá đâm nên mấy anh em quê còn làm gần nửa ngày rồi đấy. Đâu rồi đi dạng cấn ao này. Đủ thứ dạ. Xong rồi về lại cái thịt ngan. Gần được rồi. Các bác chủ tịch với bác trưởng ban phó ban phát biểu cái ngan nướng hôm nay của em thế nào xem. Nay bữa cơm thơm vàng ngon chất lượng cao. Nay bữa cơm mục đích chính là mừng tát cạn ao cá của lão phó ban. Lão phó ban đây. Nên mời tất cả bạn bè xa gần cùng chung vui nhé. Xin cảm ơn tất cả trong hội gió khuê. Được. Lạc là ngon cầm này, thang cầm này chứ. Đây con vòng kia. Đi về nấu ăn miếng này. Nhớ kỉ để xương mình. Xương đấy. Sao con kia sao? Nào thấy là con ngon đó. Hôm nay món này là do trưởng ban là Hà Đạt. Hôm nay ướp gia vị quá đủ để đứng ăn. Của gia vị đâm. Tức là lướt theo kiểu lướt thịt trâu đó. Truyền thống. Đây, chủ tịch trưởng ban này là nghĩ là rất ngon. À, bát đây, bát đây, bát đây. Con cầm ni à? Cầm ni à? Ủa thế mà ao đấy nó độc ấy. Này bác con nhặng đi. Không có cá. Không, cái nó nhặng nó mới ngon. Đồ ngon thì mới có nhặng chứ đồ không ngon. Đố mà. Này bác đi. Dùa. Rất dùa. Này mà thế bà cứ gạ mà nằm bà thế thì tôi vào trong thế mà xong xóa đấy giống lên giống cũng sâu coi như xương vàng mà lại chất rượu nhiều lắm lòng xương có vàng không bác bà xương vàng để dốc xương gặp này chó anh đuối thấy bà hàng quan chức ra kia để cho qua thầy cô bác ngồi về cái đây cho bà này con vâng lại qua làm dán vui tươi rồi tình cảm quê hương anh em bạn bè thảo ăn cũng ấy nhưng mà nướng bắt nhiều cần thảo còn riêng ca riêng ngan già này thì nướng thì ăn hết nhưng nếu hôm nay nộp thì anh em ăn không hết thì nướng thế là ăn hết con ngan to này. Đây tôi sẽ thưởng thức cái món thịt ngan nướng của tôi giờ mới nướng xong. Con ngan này đổ vào hơn 4 cân con cháu cũng ăn đây này. Món thì nướng rất ngon mà. À, chị phát bữa thế nào ngon không con? Ngan này ở trên này lão có ban thì cho cả miếng đi vào còn xé là gì? Tiếc.
nuốt cái loa này cứ đưa cá vào kiểu một lưỡng ấy. Chưa thì là nuốt cá mới ngày, nhưng mà tối cứ ngâm như chưa làm cá cái đầu cá chấm mình le ra chứ Tuyên lại mút. Đúng là mình cũng thích ăn cái đầu thật. Tuyên thế là vừa để em. Chính là con ngan nay nó rất là to, nếu mà trưởng ban mà không nghĩ là cái kế này đấy là không thể nào ăn hết. Có để ăn mai. Mà nay ăn này nó ngon quá, nhưng với cái hàng xóm họ kêu mình quá. Mình xử lý hợp lý, đúng rồi. Ăn ngon. Có mấy bà đi bộ bảo sao họ làm cái gì mà thơm nức hết cả lên. Bác cứ ăn nữa. Thích ăn cái gì bác cứ ăn. Chứ bằng cái cháu cứu ấy là khả năng đút rồi không ăn được nữa. Mà tứa ra. Đúng rồi. Tao bảo tao hơn mày 2 tuổi. Cho bác hàng gần chứ Tâm là hơn chú, đúng một tuổi. Tâm sinh năm 56. Ui giời, sao nó đông thế này. Là hai thằng ít tuổi nhất. Trong một lần nữa mà. Yêu cái con bé sinh lắm nhưng mà giờ không lấy được. Quan thích anh không? Ô vú à? Ung thư. Ung thư vú. Ăn đi đi. Các bạn cứ làm trứng thôi. Đây cho anh đi. Ngon lắm ạ. Con em dùng ăn đi. Ăn tí đi. Ngon thì ngon rồi. À đấy à? Có chanh chứ. Có đàm đường không? Nên mắm không vào. Đầm hoa. Nhanh. Đi. Bác Hằng xem tiết canh không vào. Ăn chưa? Hơi nhạt tí rồi. Hơi nhạt rồi. Hơi nhạt một tí. Cái gì phải tăng thêm tí nước mắm, lần sau phải cho thêm tí nước mắm. Nhưng mà ăn nhạt thêm đôi thôi bác ạ. Đêm rồi bắt chuột. Thêm đôi thôi. Đã bỏ thế rồi. Nào. Để thế nào không? Bỏ quá. Phải một tí thôi. Nè cái thịt nướng ăn nhiều. Chỉ là năm đào. Thưa anh chia sẻ. Đồng chia ba, còn nhà chia đôi. Rồi cái này đây. Đưa bát vào đây. Quay đó, quay này. Thịt cũng đưa vào đấy. Cái này là lý do là để nâu quá. Quạt nó vào nó có không khí, nó ra nước. Không nấu có ban ăn vả những cái cành đã. Chén luôn cái cành, bác phải cắt miếng ớt vào. Không. Đây đây. Mân nữa nè. Mân nữa nha. Cái lè mân nữa nha. Đây dài nha. Không báo dài như lấy ấy đấy. Tiết canh này đây là cứ lấy đũa. Thì đầu tiên là tôi nói là tiết canh này phải lấy đũa. Sắn chứ không ăn xìa. Ừ, mình lấy ra. Em có vật đâu? Mẹ lấy dài như lưỡi ấy, như lưỡi rắn. Mẹ ăn chưa ơi. Cơm nè. Cơm ba lên nè. Nằm miếng con là mặn nhạt ra sao? Đứa tí rượu vào. Ừ. Mẹ đánh răng này, Hơi cay. Bởi vì tôi không được cay. Lao lao cho lửa quả ớt. Hơi cay. Lao là lao cho lửa quả ớt này. Đánh bẫy, kiểu như là bố vợ đánh bẫy con rể đấy. Nhưng mà trưởng ban...